Các bạn đã biết chưa? VO3 giờ có thể tạo video hoàn toàn miễn phí trên Canva. Không cần tạo mail, không cần mail edu, không cần fake VPN. Các bạn không nghe nhầm đâu, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng VO3 hoàn toàn miễn phí mà lại không cần phải có mail edu này, không cần phải fake VPN này. Các bạn đã từng xem hai video mà mình đã hướng dẫn để có thể sử dụng VO3 hoàn toàn miễn phí như ở bên tay trái, bên tay phải này. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để có thể là sử dụng VO3 ở trên Canva và lại không mất một cái chi phí nào nhá. Ok. Các bạn có thể dễ dàng thấy ở đây, đây là một cái tài khoản Canva mà mình vừa mới tạo, chưa có bất cứ một cái tài liệu hoặc là chưa có một cái thông tin nào đấy, đúng không ạ? Và bây giờ mình sẽ vào cái phần là Canva AI. Thì nếu mà các bạn vừa mới tạo tài khoản hoặc là các bạn đang dùng lâu rồi ấy, mà các bạn chưa cài đặt thì các bạn sẽ thấy ở trong phần Canva AI này nó sẽ chưa có cái phần tạo video đâu, đúng không ạ? Như ở đây. Đó. Và để có thể là tạo được video thì các bạn vui lòng là vào cho mình cái phần cài đặt ở đây. Rồi các bạn chọn cho mình cái phần cài đặt này. Đấy, rồi bạn chọn cho mình cái phần là ngôn ngữ. Thì các bạn vui lòng là chuyển cho mình cái ngôn ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Đó, và các bạn chọn cho mình là English US đi. Được chưa? Và sau khi nó reload lại ở đây rồi thì các bạn vào cho mình cái phần Home. Vào cho mình phần Canva AI. Nó sẽ có cái phần là Create a Video Clip. Và ở đây nó sẽ yêu cầu chúng ta là phải đăng ký Canva Pro. Và rất là hay là Canva Pro sẽ hỗ trợ chúng ta là trải nghiệm miễn phí trong vòng 30 ngày. Và các bạn, khi các bạn add thẻ vào xong thì các bạn sẽ không mất bất cứ một cái chi phí nào cả. Và trong 30 ngày đấy các bạn có thể hủy bất cứ lúc nào và sẽ không mất mọi một cái chi phí nào cả. Đó. Các bạn chọn vào mình try 30 days này. Rồi các bạn chọn mình vào là start my free trial. Đấy. Thì các bạn có thể chọn là team free trial cũng được, hoặc là các bạn chọn là free trial cho bản gọi là pro của mình cũng được, thì tùy theo mình thôi. Đó. Rồi các bạn đây nó sẽ có cái phần là recurring chẳng hạn, đúng không? Các bạn sẽ chọn mình là monthly đi. Đó, monthly. Rồi các bạn chọn cho mình là phần next. Ở đây thì nó sẽ có chọn là credit và hoặc là Momo này, thì các bạn sẽ chọn cho mình là credit card nhá. Và như trong những cái video về lần trước mình có dẫn cho các bạn ấy, liên quan đến cái việc là add cái thẻ debit hoặc là credit của mình vào ấy, thì mình ưu tiên cho các bạn là các bạn sử dụng cho mình cái nền tảng là Timo, tại vì nó sẽ giúp cho chúng mình là tạo được là 40 thẻ ảo đồng thời. Đấy, nên là mình sẽ để cho các bạn cái đường link để các bạn đăng ký Timo vào. Và các bạn nhớ là thêm cho mình cái mã là MCBAI vào để có thể nhận được ưu đãi của Timo nhá. Ok. Thì có thể là trong video này mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể là sử dụng được luôn. Thì bây giờ mình sẽ gọi là mình sẽ vào cái app Timo để các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy nhá. Mình sẽ record cái màn hình lại để các bạn có thể dễ dàng xem được này. Đó, các bạn đợi mình xíu nhá. Ok. Thì ở đây này là mình sẽ vào app Timo. Đó. Và trong app Timo này hiện tại thì mình sẽ quét cái mặt đã. Rồi. Ok. Thì ở đây này các bạn sẽ có thể thấy được là mình sẽ vào cái phần là card. Được chưa? Và trong cái card này hiện tại thì mình đang có một cái thẻ ở đây rồi. Đó. Thì để các bạn có thể là xóa thẻ nhá, thì các bạn sẽ vào cái phần là delete card. Còn nếu mà các bạn muốn thêm thẻ thì các bạn sẽ vào phần là request. Được chưa? Các bạn sẽ chọn là phần là request. Đó. Rồi nó sẽ cho thêm một cái thẻ. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ sao chép cái card number này và mình sẽ dán vào trong Canva của mình. Đó. Ở sau khi đã điền xong toàn bộ số thẻ này, ngày hết hạn là cái mã MMII này hoặc là CVC security code này, và các bạn nhớ chọn cho mình ở Việt Nam, rồi các bạn chọn cho mình ở phần là get your free trial. Đó, get your free trial. Ok, mình sẽ lên đến là không cảm ơn. Và sau khi mà nó báo hoàn thành xong, đúng không ạ? Nó báo hoàn thành xong. Đó. Thì ở đây nó sẽ đợi một xíu, nó sau khi nó báo hoàn thành xong ở đây rồi, mình thấy thẻ của mình ở đây là nó đã báo là đó, hiện tại là của mình đã lên pro rồi mà nó đang vẫn đang hơi bị lỗi một xíu, thì mình sẽ vào phần Gmail mình kiểm tra nhá. Đây là vẫn chưa có, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta hiện tại là đã có thể tạo ảnh rồi. Bây giờ mình sẽ vào phần brand này. Đó, phần này của mình là đã được gọi là sử dụng được rồi, nghĩa là bây giờ của mình nó đã lên Canva Pro rồi, mình chỉ cần reload lại thôi, thế là xong. Đấy. Bây giờ thì mình có thể là tạo ra một cái video, được chưa ạ? Và để có thể tạo được video thì mình sẽ vào website có tên là AI switchhub.com để mình có thể lấy được cái con bot để có thể là tạo được prompt VO3 giống như trong một vài những cái clip trước mà mình đã hướng dẫn cho các bạn, đúng không ạ? Rất là nhanh thôi. Chúng ta chỉ cần là từ một vài những cái câu prompt để có thể là tạo ra được một cái video hoàn chỉnh ở trên VO3. Đó, đây. Ok.
thì nó sẽ là cái này, được chưa ạ? Đó. Bây giờ ví dụ mình muốn tạo ra prompt một người đàn ông đấy, đi trong công ty và nói rằng đi trong công ty này và đằng sau nhân viên đang hoạt động, đang làm việc trên bàn ở trong một văn phòng sang trọng có cửa sổ rộng đó, nhìn ra các tòa nhà. Người đàn ông đi ra và nói này, các bạn đã biết gì chưa? AI Veo 3 giờ có thể sử dụng ở trên Canva AI. Đó. Chỉ với 25k một tháng. Đó. Không cần mail edu. Không cần tạo Gmail. Không cần VPN. Đó. Ok. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái prompt này, mình paste vào trong Canva này, đúng không ạ? Mình vào paste vào đây, rồi mình ấn enter, ấn vào phần này, ấn enter. Đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái prompt. Ví dụ bây giờ mình sẽ nói là một người đàn ông này đang đàn ông này đi vào, một đàn ông này ở trong công ty, đi vào và đằng sau là nhân viên đang ngồi làm việc trên bàn ở trong một văn phòng hiện đại, đằng sau là cửa sổ và những tòa cao ốc. Đó. Người đàn ông đi ra và nói: các bạn đã biết chưa? Veo 3 giờ có thể sử dụng hoàn toàn miễn phí trên Canva. Veo 3 Veo 3 giờ có thể sử dụng vì trên Canva. Đấy, tạo video chứ. Đấy. Tạo video. Đấy. Ok. Không cần tạo mail. Không cần mail edu. Không cần fake VPN. Rồi nhân viên quay ra đồng thời và hò hét lúc người đàn ông chuẩn bị nói xong. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ yêu cầu một cái câu như này, đúng không ạ? Và nó rất là gọi là một cái phần ý tưởng của mình thôi. Và từ đấy thì nó sẽ tạo ra mình một cái prompt như thế này. Đó, một cái prompt như này. Ok, mình sẽ copy cái prompt này rồi mình quay trở lại Canva AI. Được chưa ạ? Mình sẽ paste cái vào và mình chọn cái phần là create a video clip rồi mình ấn enter. Đó. Thì trung bình một cái video sẽ tạo mất khoảng đâu đấy khoảng từ 1 cho đến 3 phút. Nó cũng sẽ tương tự như cách mà các bạn đã từng tạo video trên Veo 3 hay là ở trên Gemini thôi. Nó cũng xem như thế. Đó. Và nó cũng sẽ có giới hạn chứ không phải là không. Nhưng mà giới hạn của nó cũng sẽ tính theo ngày giống như kiểu Gemini, nhưng mà có thể là sẽ được nhiều hơn một xíu. Đó. Và tất nhiên là vì nó vẫn đang là Veo 3 nên là đôi khi nó vẫn sẽ có lỗi này lỗi kia, thì nó vẫn phụ thuộc rất là nhiều vào chính cái core của Veo 3. Nên đôi khi là khi nó bị lỗi thì các bạn có thể là tạo lại cũng được, không có vấn đề gì cả. Đó. Và chúng ta cũng có thể sửa lại đôi chút prompt để sao cho nó phù hợp nhất với cả mình. Đó. Ở đây thì nó tính toán là khoảng độ 2 phút nữa.
Ok, thì khi nào nó hoàn thành rồi mình sẽ báo cho các bạn. Và các bạn lưu ý giúp mình ý, là trong thẻ của các bạn phải để cho mình ít nhất là 30.000. Tại vì cái lúc mà các bạn thanh toán trải nghiệm Canva Pro ở trên Canva ấy, thì nó sẽ trừ các bạn một cái khoản phí khoảng độ 25 hoặc là 22.000 để nó gọi là nó tính xem là cái thẻ của bạn có phải là thẻ đang sử dụng hay không. Và sau đấy khi nó hoàn tất rồi, khoảng một lúc sau thì nó sẽ hoàn trả lại tiền cho các bạn. Nên các bạn sẽ không cần phải lo lắng là cái việc là tài khoản của mình bị trừ tiền đâu nhá. Vì đây nó được sử dụng là hoàn toàn miễn phí thôi. Ok. Ok, và giờ chúng ta sẽ cùng đợi cái kết quả ra nhá. Và mình nghĩ là mình sẽ tua nhanh đoạn này để các bạn đỡ bị mất quá nhiều thời gian. Ok chưa ạ? Ok, thì bây giờ chúng ta đã có kết quả rồi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ cùng kiểm tra xem kết quả nó như thế nào nhá. Rất là tốt đúng không ạ? Đó, thì đây là cách hoàn toàn để các bạn có thể là sử dụng được Veobao hoàn toàn miễn phí ở trên Canva AI. Ngoài ra đối với những bạn nào mà hiện tại đang tham gia team thì cũng vẫn có thể làm những cách này. Các bạn nếu mà các bạn đã hoàn thành đang ở trong team rồi thì các bạn chỉ cần vào cái phần cài đặt này. Rồi các bạn chỉnh giúp mình. Các bạn chỉnh giúp mình ở trong cái phần là ngôn ngữ, các bạn chỉnh cái về mình tiếng Anh là được. Được chưa ạ? Đó. Ok, rồi mình có thể tải cái video này xuống này. Và mình thấy là cái chất lượng video đầu ra ấy, là mình để ý là gần như video nào nó cũng có tiếng và nó không bị cái lỗi mất tiếng như đợt trước lúc mà mình thử test ở trên Gemini hay trên Veo 3. Nhưng mà đôi khi nó vẫn có thôi, nhưng mà cái tỷ lệ mình thấy là nó ít hơn khi mà mình sử dụng trực tiếp ở trên Flow hoặc là sử dụng trên Veo 3 rất là nhiều. Đó, rất là tiếc là ở đây là nó sẽ không cho mình tạo nhiều video cùng một lúc như thế, rất là ok rồi đúng không các bạn? Khi bắt đầu thì mình cũng muốn giới thiệu với các bạn về một cộng đồng có tên là AI Automation Club Plus này. Thì đây là cộng đồng rất là phù hợp cho bạn nào là yêu thích về AI, về workflow automation, về automation này, build website về AI, làm affiliate marketing hay là làm MMO về AI. Thì đây nó là một cộng đồng dành cho bạn. Trong cộng đồng này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về kinh nghiệm này, trải nghiệm này, về kiến thức của mình về AI, về automation, về tất tần tật. Và trong đó thì mình cũng sẽ đóng gói một vài những khóa đúc kết từ kinh nghiệm của mình và chia sẻ đến với các bạn. Và tất cả những cái workflow, những cái template về N5N, về tự động hóa thì mình sẽ đều chia sẻ toàn bộ ở trong cộng đồng này. Và rất là mong các đồng nghiệp của mình sẽ ở trong cộng đồng này nhá. Ok, nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để tặng cho mình một like và một subscribe nhá. Ok.